Xin chào quý vị khán giả trên kênh Tày TV nhé. Hiện giờ thì Ước đang cùng với anh Xì trưởng thôn Đán Dầu đang đi vào trong nhà bà Máy. Anh giúp em xách cái đấy với nhé. Được. Được, để em xách một cái. Cầm máy đi. Thế bà con xong hết rồi gì anh? Phát đường xong hết rồi. À, sáng mai là phát tiếp à? Đấy, lần trước có một chị giấu tên là chị giúp bà Máy mua củi ấy. Đấy, bây giờ củi vẫn còn nha các bác nhé. Chào bà. Bà Máy cũng vẫn khỏe. Hôm nay vào ông ngài bà Máy khỏe vui này là tốt rồi. No. Bảo bà là thịt lợn xay. Cái gì ạ? Bảo bà thịt lợn xay ấy. Giờ hôm nay nhìn có vẻ sạch phết đấy nhờ. Áo mới toanh nghe. Đội khăn đàng hoàng nha. Đấy, rửa tay sạch vào. Chắc là vừa đi đâu về đây. Chắc là vừa giặt quần áo xong hay sao này, vừa phơi. Đấy, rua tê. Ừ, rua. Đấy, chân tay hôm nay sáng bóng. Anh bảo bà đấy là thịt xay nhá. Tôi bảo bà nấu lên. À dạ. Bà có cái món gì đây? À bà có thịt treo đây. Thịt treo này không biết ai mua cho bà nhỉ? Anh mua cho. Dạ, gọi cho nó mua. Anh mua. Anh lấy tiền của bà mua cho. Hôm qua vừa mua cho nó cần 6. Đây là bà cũng được cái tiền tiền bảo trợ, tiền bảo trợ người già ấy các bác, hội người cao tuổi thì đôi khi là bà vẫn đưa tiền cho anh Xì để nhờ anh Xì đi mua đồ ăn. Bà cần cái gì thì bà sẽ đưa cho anh Xì đi mua. Tưởng ba kể chuyện cười á. Vâng. Bà còn biết kéo ghế là mời Ước ngồi ấy. Bà khỏe thật. Anh bảo bà đấy thịt xay nhá, xong bảo bà nấu lên nhá. Bà xào lên. Chứ nó mất kia rồi. Chả chưa. Bảo chiều bà xào lên luôn đi. Tí nữa đảo lên luôn anh, không sợ nó hỏng. Nó lơ mất. Nhưng nó bà đảo lên. Chứ nó mà kia chứ rồi. Ước bà xem nó mắm muối mì chính của bà còn để lần sau Ước lên nó còn mua lên. Mắm muối mì chính đầy đủ hết rồi các bạn. Bà hôm nay có phải phấn khởi đấy nhờ. Bà bây giờ chắc là vừa giúp nhau giặt quần áo xong ấy. Giờ hôm nay đấy, chân tay sáng bóng này anh. Mỗi lần vào là toàn nhọn nồi thôi. Anh công nhận không? Đấy, chắc vừa thay áo vừa giặt quần áo xong ấy. Anh lấy kẹo ra cho dở đi. Được mà. Còn nó thả. Thả. Còn nó. Đấy hôm nay là Ước mua cái số tiền của cô Quách Tâm là cô có gửi cho bà Máy với cả dở là 800.000 các bác. Thì sáng nay thì Ước mua là hết thịt là hết 300.000 này, thịt lợn xay này. Với cả mua bánh kẹo là hết 150.000 thì
số tiền còn lại là 350. Đấy thì tí ước sẽ gửi cho bà nhá, để bà cất đi, lúc nào bà cần thì bà sẽ đưa cho anh Xì mua những như kiểu là thịt này, bà thiếu cái gì thì bà sẽ mua. Anh Xì nhá. Tí nữa cô Quách Tâm là có gửi 800 thì sáng nay em mua là tổng hết là 450.000 thôi, cả bánh kẹo, cả bánh kẹo cả thịt đấy. Thì tí nữa 350.000 em đưa cho bà nhá. Ừ, cứ để cho bà. Vâng, lúc nào bà cần mua cái gì thì anh mua giúp bà nhá. Vâng, thế lại. Nó tổ. Dạ ừ. Nó. Nè. Nó. Nè. Ở trong này có cả sữa để cho con của dở ấy. Với cả sữa Fami là cho bà. Cho đấy, hai dây sữa này cho bà. Đấy. Sữa người già cho bà, còn sữa trẻ thì cho cháu. Cho cháu. Con giờ chắc đi học nhỉ? Đi học rồi. Tối mới về. Nó phải cuối tuần nó mới được về. Anh Xí ơi. Đây là bây giờ anh đưa tiền cho bà, cho bà cất đi. Đấy. Đây là 350.000. Đấy, lấy tiền lẻ cho bà, lấy từ 20 cho bà để cho bà. Mua vô cho nói chỉ tiêu để mua tổ cỏ. Bà bà cất đi. Lúc nào cần mua cái gì bảo cháu mua cho, anh bảo thế. Nếu mua vô chỉ tà mua tổ cỏ. Thì lại 350.000 cho bà nhé. Đấy, bà còn đếm đấy nhá. Bà biết biết đấy không? Biết tiền không anh? Biết. À, bà biết à? Anh bảo là ba từng đấy là 350.000 đấy. Bảo bà cất cẩn thận vào. Bà lúc nào nói thật là tiền đeo theo người được các bác. Đấy. No. Bảo bà cất cẩn thận nhá, anh Xì nhá. Mỗi chiều. Nó vô cho nó dùng chỉ tán nhẹ chứ, mỗi nhẹ cô. Nó à? Nó à? Tây kia nó à? Vừa bóc kẹo vừa cười. Mì nhúa. Mì. Mì nhúa. Chị tôm mì nữa. Xem giờ có biết cất không nhá. Thử xem nhé. Bảo cất cho con nhưng mà có biết cất cho con không? Mì nè. Mì nhúa. Mì cả đau lỡ. Em nói đúng không? Mì nhúa đúng không? Mì nhúa. Cất cất cho mì nhúa. Chế cho mì nó. Chế cho mì nó. Mì no. Cất cho mì no. Đây là vừa nói tiếng Kinh Pha Mông một tí các bạn. Nó cũng chưa hiểu mà nó cũng không thể thưa được. Nó không trả lời được này. Mì no này. Mì con là mì nhủa đúng không? Mì nhủa. Cất cho mì nhủa. Mì nhủa no. Cất cho mì nhủa để ăn đúng không? Đấy. Giày vào quần hết rồi. Củi bà vẫn còn nhiều nhỉ, chắc là đủ đun mùa đông này nhỉ anh à. Đấy, lần sau ước vào thì ước sẽ tiếp tục, bà thiếu cái gì ước sẽ mua vào nhé, bởi vì ước còn cầm cái số tiền của chị Tống Nhài 1 triệu nữa các bạn. Đấy, để lần sau ước vào thì ước sẽ mua tiếp vào. No à? Quả cao. Cao.
À, giờ này bị vừa bị một cái mất một cái răng này anh. Chưa có mất đâu nhỉ? Lâu lâu rồi. Chưa có thấy mất đâu. Có mất rồi, mất lâu rồi. À. Thôi nhà anh xì nhờ. Anh bảo bà cất những cái đồ này đi, xong là mình đi xuống nhà anh Hồng đi. Không tí sợ anh Hồng đợi lâu ấy. Mi nhủ à? Xong anh bảo bà nấu cái thịt kia luôn nhá, không tí nó hỏng đấy. Bảo bà lấy chảo về đảo lên luôn. Cho muối vào. Anh bảo bà cho muối vào một tí. Không sợ nó hỏng đấy. Còn muốn cái kia hả? Đang có bếp đây. Ý gì chú lửa. Mới kia mới tồn dây tồn. Bà cất tiền đi. Anh. Vậy giống là cái giống to rồi. Chị cho. Chị tô. Cập cái cửa này tại mù. Nhớ. Chị tô dùng tao. Ý chả của lộ có mày vô lộ có. Ai có cái lựa chay cái chay ta từ chưa chỉ hơn đâu mới là chay ta tẩu luôn mùa chê à mùa chê mùa có khảo cho ho nữa anh bảo bà nhớ nấu lên nha không tí nó thiêu đấy. Mua khảo chế gì mua lưu tử tôi nhiều á. Mua chê. Chào. Mua chê. Đây, chào này chào. Mua cho khảo chế. Chào. Bye bye nha mà. Bye bye. Goodbye siêu game. Chào nhá. Hôm nay vào bà quét dọn nhà cửa rất sạch sẽ các bạn. Mù chê. Bên kia nhà bác đang gặp này. Xong em và anh đi xuống nhà anh Hồng nhá. Xuống để ăn cơm luôn anh ạ. Vâng, hôm nay là cũng lên và mua đồ cho mấy anh Sự với cả mấy anh em thợ xây ấy. Em bảo là tí lên đấy ăn cơm luôn. Giờ ước cùng anh Xì đi xuống nhà anh Hồng. Anh Sự xong chưa? Chưa. Xong lên nhà anh Hồng đi. Đây em đóng cái khuôn này để may làm cái ống hút này. Làm ống khói á? Vâng. Vất vả lắm, cái này nó không phức tạp. Đây đóng kiểu này nó nhiều chi tiết đúng không? Đó, cho nó thu lên đấy. Thế anh làm nốt đi, em đợi. Được. Không thì em lên, em với anh Xì lên trước nhá. Lên trước cũng được, khi anh về sau. Anh Xì ơi đi, em với anh lên trước đi. Hai anh em lên trước. Tí anh Xì làm xong lên sau. Cái này cũng bằng máy bằng. Anh chưa đến cứ ăn cơm trước nhá. Ai làm thế bao giờ? Đùa thôi. Đợi anh như. Anh làm nốt chỗ này nữa mà. Đóng nốt chỗ này nữa xong là thử đo một tí xong là lên luôn mày. Ok, thế anh cứ làm đi nhá. Bây giờ cũng muộn rồi. Cứ làm đi. Thì lên xong rồi em với anh Xì lên trước. Hay là cùng nhau đi luôn. Cứ em cứ cứ em đóng nốt thôi. Thế anh cứ làm đi. Anh xưa đi. Đây, em giúp đây. Để đây anh không sợ đâu mà. Khi trở ra thì con nó vào đến đây nó lại chơi mình. Sợ bị hack à? Đi. Ôi, anh Hồng à. Đất củi lên dốc. Ở trên này bây giờ có thay đổi gì không anh?
vẫn thế. Đường bên kia là xong hết rồi. Đường bên kia còn chắc tầm khoảng 30 mét nữa. Yeah. Bên này cũng còn ít, bên kia còn ít. Lúa nương bà con thu hết rồi nhỉ? Lên trên này mùa lúa nương chín đẹp lắm các bạn, ở khu đồi bên kia đó. Nhìn nó vàng chõe luôn. Nhà anh năm nay được nhiều không? Được nhiều lúa nương không? Gần 10 tải thôi. Gần 10 tải kìa. Thế là được nhiều đấy chứ nhỉ? Yeah. Đất thì trồng được nhiều, đất nhưng mà thu hoạch được ít ạ. Không ai đi đâu đây. Mua kia. Mua đồ. No. Có mua đồ. Không cầm hộp xương đi đâu này. Mua đồ. Anh bảo ông lên nhà anh Hồng ăn cơm. Mua đồ. No. Ồ. Nó bảo để con rau dưới nhà. Ô, thế thì để em điện cho sự cầm điện cho anh Sự cầm lên, không phải xuống đâu. Của tôi ngán ra lò sao. Tên số nào. Ừ. Ê, nhưng mà của tôi ứng thế xử ra lò sao. Ông quên dao các bạn, thế là ông bảo đi lấy dao. Thôi, mua chê. Mua chê à? Ông sợ mất dao. Mù chân nào mỏ à? Thế à? Ok. Anh Sì bảo ông đi, bảo tí khác có người cầm lên cho. Chắc ông sợ mất ông đi lấy. Anh Sì đang đi gọi anh Sì lấy dao lên cho ông. Ông không thấy đâu, ông đi tìm ngay. May mà mình lên sớm nhỉ, không ông xuống lên đấy đi. Tí lại bò lên thì lại mệt. May là vừa đi được một đoạn. Đi lên đường này hơi trơn nữa các bác. Thế bình thường ông đi lên chỗ đán dầu nhá. Đi lên đường đán dầu 2 để vác củi. Có những lúc thanh niên nó không làm được. Ông ngồi nghỉ thôi. Đây ai ở đây ông đây. Từ từ đã. Ông mệt rồi. Mình còn mệt đấy. Mệt nhưng mà vẫn tiếc con dao. Số mất. No. Bảo ông uống hết sữa xong lên. Không, ông vừa cầm vừa uống này càng mệt. Anh Sì ơi, ông là gầy hơn trước ấy nhở? Ông ngài gầy hơn trước ấy nhở?
nó già dần, nó gầy dần rồi. Bây giờ mua cái gì cho ông? Chỉ mua trứng với mua những cái đồ ăn mềm cho ông thôi. Mua sữa, mua ấy lên cho ông thôi. Hỏi ông xem ông thích nhất món gì. Anh thử hỏi xem nào. Anh hỏi ông thích ăn gì mà. Hôm nào lên tiếp đúng em lên mua lên cho. Anh cứ hỏi đi. Có nhiễn nó đá chi chưa? Có nhiễn nó đá chi. Có nhiễn nó gai là có nhiễn nó đá chi. Sai được. Có nhiễn nó đá chi đùa. Uống nó đồ. Uống nó đồ mà. Uống nó. Nói không hiểu được. Không hiểu được à? Vua mà bác là vua bầu mua mâu. Những thứ mà nó ít nhà đi. Ô, rồi. Ô, anh ơi, nhà anh tính là có mấy con chó đẹp đấy nhỉ? Anh cứ cho ông lên đi em xem mấy con chó được đi. Vừa đẻ à, co? Thế nó ra đây cho chú xem nào. Đẹp nhỉ? Bốn con nhìn đẹp thật. Để được bốn con này à? Con này có phải con mẹ nó có phải cụt đuôi không? Không. Có phải con tưởng chú tưởng con cụt đuôi vàng kia. Để được mấy lâu chưa? Để được hơn một tháng. Hơn một tháng à? Đấy, béo đáng yêu thật đấy. Đấy, con kia con một con kia khác màu đi. Bố ở nhà không? Không biết đâu. Đi lên rừng rồi. Thì bố có về không? À, vừa đi học về à? Đó là nhà anh Tính các bạn. Bên dưới nhà anh Hồng nữa. Thì bố về bảo bố lên nhà anh Hồng nhá. Bên nhà chú Hồng. Cầm dao lên cho ông cho anh. Cầm lên cho ông ngài rồi. Ông đi bộ xuống tận đây rồi này. Ông bảo được quên dao đi lấy dao. Lấy cho ông đó. Ông ơi. Sao mất. Quên mất cái dao này ông. Phải... không cho bỏ sót đây. Ừ. Người già ấy, người ta quên cái gì người ta lấy đi lấy. Đúng rồi. Từ dưới kia lấy mệt. Dốc tức quá nhỉ. Dốc tức quá. Anh Sư ở đây lâu chưa nhỉ? Hơn một tháng rồi. Hơn một tháng. Ông ơi, ông quên dao, ông đi lấy dao mà. Có từ giờ. Thôi nó. Không là nó. Là con nó na nó hả? Cất cho ông kia, ông về, ông cầm về. Nó. Bánh kẹo này. Sứa cho ông. Ông cầm về cho. Để cầm về, trẻ con nhớ. Chào chú Vương nha. Ờ, chào Vương. Xin. Con của em Vương lớn này rồi. Xin ông. Xin ông. Xin bác rồi. Ông. Ông à. Bác rồi. Đấy, cho 5-6 cái nhá. Úi, rơi rồi. Nhặt lên. Ông Sự này cứ trêu nhỉ. Ngoan lắm. Ở đây chơi chiều mới mà.
chiều cháu xin thôi. Vâng. Thế thái hết ra sao? Em có bảo anh bắt gà đâu mà bảo không bắt được gà. Thôi bắt làm gì? Anh em mình có gì ăn đấy thôi, có phải làm cái gì đâu mà. Cái này xào tổng hợp lên ngon mà. Vâng. Anh mua hết các loại luôn. Gan, cuống họng, vách ngăn. Hình như họ còn cho tiết nữa phải không? Tiết này thì nấu canh này, đánh lên, cho nước vào đánh lên. Tiết chết rồi á? Nó đông rồi à? Vâng. Ồ, thế chắc để lâu quá, thế thì nấu canh vẫn được mà. Canh nấu rồi. Ờ. Thế tí cho vào cái gì thì cho. Vừa làm nha chú, đi chặt mấy cây để tí làm trống. Anh xin cứ đi đi, đi chặt đi. Cây xứ đó. Cây gì em? Cây vỏ à? Ờ, mệt quá. Ai bảo anh uống rượu cho mình. Sáng nay thì có một ông bạn thương quá ấy. À. Làm cho hai một quay. Ấy ảnh mưa. Ô mưa. Nhưng mà đêm mưa không sợ đâu nhỉ? Không sợ đâu. Nhưng mà đi chỗ khác mưa là bây giờ hơi lo ấy, sợ bị sạt đấy anh. Chỗ này đi làm hòa rồi, không bao giờ sợ. Không, lên đây thì yên tâm. Dạo này anh vẫn khỏe chứ? Anh vẫn thế. Lán vẫn thỉnh thoảng vẫn lên trên đấy à? Ừ, anh không bỏ lán được đâu. Châu bò vẫn ở trên đấy đúng không? Vâng, châu bò. Đâu bây giờ xem nào, đi xem lợn liếc xem nào, thế nào, dạo này thế nào? Lợn bên đi đâu? Lợn gà bây giờ xem nào. Lợn anh bé. Lợn cũng còn to đâu. Lợn anh cũng bé như người đó à? Lợn anh thì bây giờ không có to. Trời mưa rồi các bạn. Anh Hồng có chó có sợ không đấy? Chó, bây giờ chó đã có. Đấy, con kia kìa. Con kia của nhà dưới của nhà thằng em à. Anh Sư lấy cây đấy à? Đấy, mấy con đấy đi. À, đấy. Em to rồi. Ba con. Úi dồi, con này gầy đấy. Ôi, con kia con mẹ. À. Đang để xong. Vừa để xong à? Sáu con. Ây da. Đấy, chúng tôi có ba con với tí thôi. Đấy. 7, 8, 9 bên kia hết rồi. Bên kia, bên kia không. 9 con lợn. Thế con bé đi đâu hết rồi? Hả? Anh không nuôi rồi. Bây giờ nuôi, bán à? Nuôi như này thôi. Có nghĩa con này vừa đẻ là bán đi rồi. Con này con thôi, không con rồi. Con này vừa kéo nó sống ấy. À. Vừa cho, bây giờ cho ông bía thịt ăn thôi. Ừ. Con mẹ là đẻ hai đứa rồi. Sao nó đẻ rồi bán lợn con được? Ôi anh không có duyên đâu. Nếu có duyên mẹ này con lợn cái để con thì cũng không có lợn được. Mất mấy lứa? Để hai lứa. À. Hai lứa có được con nào được? Đừng nhích nó. Cháu anh tính được không? Cho tính mà. Bây giờ nhìn thấy đàn con. Bây giờ nhìn thấy đàn con rồi. Béo. Con để con. Tôi làm nhanh á. À Vương này luộc lòng riêng à? Thế đấy cái gì đấy? Chim. Xem nào. Chim gì đấy? Những con gà này. Anh ăn đi. Không. Anh xin ăn đi. Không, cứ để tí con cháu Hồng ăn. Đây, để lại cho con đi. Ờ, anh ăn đi. Không. Đây, cất đi. Chim này bé tí nhỉ, gầy nữa. Vương dạo này đi làm gì ấy? Dạo này em ở nhà. Cái đợt trước ấy, đợt trước đi làm Hà Nội đi đâu nhỉ? Em đi Hà Nội. Đi làm được mấy tháng? Làm đấy được gần năm.
đi lâu rồi mà nhỉ. Được cái chín chưa? Để nó sôi chín. Ủa đấy à? Đấy, cái đảo cái kia trước, cái kia. Nè. Ngã vào chân luôn. Trước là đi làm gì ở dưới Hà Nội? Em đi làm nhà hàng. Làm nhà hàng á? À? Làm bưng bê à? Không, em làm bếp. À, vào phụ bếp à? Vâng. Nhà hàng đấy chuyên cái gì? Chuyên món gì? Hồng Kông. Đồ Hồng Kông ấy. Đồ Hồng Kông à? Vâng. Kiểu đồ Trung Quốc. Không, đồ Hồng Kông. Như kiểu đồ đồ ăn lẩu ấy à? Không, đồ bánh, bánh này. Bánh á? Vâng. Bánh giống kiểu như kiểu Trung Quốc ấy à? Vâng. À. Là công ty Trung Quốc à? Dạ. Công ty Trung Quốc à? Công ty Trung Quốc à? Hả? Thì đấy nó xuất khẩu đi Hồng Kông. À. Mà quán ăn thôi đúng không? Một quán ăn. Sao cái gì đấy? Đúng không? Lòng. Lòng cho nó kiểu mới đấy mới ngon. Không, cho nó khôn nữa rồi cho mới rồi. Đấy, chả là mới à? Cái cho mới vào ít thôi. Cho nhiều vào ngon mà. Ăn mới, ăn mới nhiều béo đấy. Béo cho nó mình chắc. Như thứ ớt thì không lo béo rồi. Yeah. Em với anh là yên tâm. Và như bạn thử thì hơi lo béo. Úi, anh xịu mà. Béo tốt lắm. Hấp thụ tốt. Sự béo cơ mà. Phải lao động căng đét nữa mới hấp thụ. Biệt danh sự béo cơ mà biết rồi. Học tử tốt đấy nhỉ. Cái này quay được. Giờ cái này. Xin chào tất cả các bác nha. Thôi bắt làm gì, em bảo rồi. Có gì đâu, anh em đến chơi thôi mà. Hôm qua chảm bạo trước. Không, em bây giờ em cứ toàn lên, em không gọi đâu. Lên bất ngờ ấy. Em toàn lên bất ngờ rồi, bây giờ em đi đâu em không cần gọi đâu mà. Đi như đi ăn trộm cơ. Chơi bất ngờ. Ê, mới tình cờ chứ. Bây giờ em đi đâu em không gọi đâu mà. Em đi là em cứ đi thôi, ví dụ em đến nhà anh chị em cứ đến. Ở nhà thì ở không gửi thì thôi thôi. Đấy, hôm nay em lên thì anh có biết đâu? Không biết đâu. Biết làm sao được, em có nói đâu mà biết. Nhờ. Hôm qua lên hỏi anh máy cuộc ấy. Ừ. Gọi thuê bao. Ừ. Anh ở dưới kia. Trêu anh thôi, hôm qua em gọi cho anh. Bảo là hôm nay lên có ở nhà không rồi. Nhưng mà gọi cũng không được. Thật ra là gọi được cho con trai. Xong em mới gọi. Con trai mới nói. Xong em mới gọi cho Vương mà. Ừ. Con trai mới nói thì biết. Không làm sao biết. Này, cho vào gia vị vào chưa? Cho rồi. Có thì gừng đập vào thì tốt nhỉ. Cho lá chanh. Cho lá chanh nữa. Chưa. Để khi nó khôn đó. Ừ. Đấy thì đảo với lá chanh được. Không có gừng thì thôi. Cho lá chanh vào thơm ẩm nhờ. Đấy, cho vào hai âu chia đều ra. Chú Tính chưa về nhỉ? Chú Tính làm thuê rồi. À, đi làm thuê rồi à? Vâng. Thế đấy, con chú bảo là đi lên rừng hay sao mà? Đi làm thuê rồi. Bây giờ còn xào gì nữa? Để lên cao nhá, không tí lại chó nó lại chẽn mất, mất ăn luôn. Con của em Vương, thế lúc ước cùng với anh Thắng đi lên Đán Dầu rồi. Em Vương em chưa lấy vợ, con lớn này rồi, hai đứa rồi. Vương ơi, một trai một gái à?
Hai gái luôn à? À, hai thịt mẹt. Thơm cái gì nhỉ? Thơm hả? Thịt thơm nha anh. Thịt tươi. Mà rang với lá chanh thì ngon. Thôi rồi. Không biết là anh Hồng làm thêm cái món gì âu kia, em còn chưa xem. Cái gì đấy? Mì chi. Này là da lợn. Vương, cái này là cái gì đấy? Da lợn. Gừng với cái gì đấy? Da lợn. Xào cái này à? Vâng. Da bò, da trâu à? Vâng. Hay da lợn đấy? Đấy là da lợn. Anh đổ nhá, đổ chưa? Để em đổ cho. Nói đi, nói hai. Cái này đã từ lò. Da lợn này của nhà ấy, rồi đi mua đi. À, bố mang về à? Thế cái này là cho lên gác bếp rồi phải không? Bị lợn này dày đấy nhờ. Con lợn này lợn già, lợn to ấy. Em Vương này đã đi làm bếp một năm rồi, bây giờ nấu nướng thì thấy tiến bộ hơn trước ấy. Đi là phải biết chứ nhỉ? Yeah. Học được nhiều cái chứ. Thế từ đây lấy tiền về được bao nhiêu tiền để cho bố mẹ? Ông về ông đấy làm rồi ăn gửi về nhà nữa. Ở đấy là họ giả bao tiền một tháng? Lúc em vừa đi thì họ giả tầm 4 triệu một tháng. Là giờ đi học. À, vừa cũng vừa học mà cũng vừa làm ăn ở đấy luôn đúng không? Vâng. Ừ. Ăn ở thì 4 triệu một tháng ở đất Hà Nội nha các bạn. Thế bây giờ con đi làm gì không? Giờ em vừa chưa. Thế con định xuống chỗ cũ làm hay là thế nào? Em cũng định là 26 hoặc là 27 em xuống. À, lại xuống chỗ cũ gì? Vâng. Đấy, bây giờ cấy gặt xong rồi thì lại đi làm thôi. Yeah. Các bố mẹ ở nhà rồi. Nhá, cà phê cũng là cái nước đấy đủ nghiêng hết đi. Nước ở trong lòng nó ra rồi mà. Làm về tay dao tay thớt nhìn nó khác hẳn luôn. Đây để anh cầm đi cho. Để cầm để em xếp vào mình. Đấy, hết món chưa? Còn rau nhá. Còn rau canh thì ở đây thì cứ bỏ ra hết là được. Sao lại khóc thế? Mẹ.
Anh Hồng tên cún là gì đấy? Cún tên là Hồng. Cún tên là Hồng á? Làm gì? Thôi bà, gọi theo con đây. Không, có nghĩa là tên khai sinh ấy. Tên khai sinh có thế mà. Tên là Hồng á? Không, đi để về viện người ta khắc đạt đấy. Thế nhưng mà sao lại trùng tên với anh? Không, mai kia mình khắc đạt đấy, bây giờ khai sinh là nên nói như thế. Thế anh khai sinh chẳng có Thảo Xuân Hồng đấy. Không, nó là Giàng đấy. Bây giờ Vương này có đủ tuổi đâu. Ừ, em mà, biết là như thế nhưng mà... Họ mẹ mà. Thế tên là gì Hồng? Cái này là Giàng Hồng. Giàng Hồng, thế anh là gì Hồng? Anh Thảo Hồng. Gọi đặt theo ông. Thế tên anh với tên cháu anh chả giống nhau à? Chứng sinh ngày mai mình khác làm à? Không à? Phải, nó là chứng sinh của nó rồi. Tên khác chứ. Nó đạt thế. Tên khác đi trùng tên. Anh ấy mai khai sinh nó khác mà. Tới này thì tên này phải làm chứ, không đơn giản đâu. Tên khác đi. Tới này nó phải. Tới này bố nhận con hay là thế... con nhận cha nó cũng không ấy đấy. Nhiều đúng rồi. Nhưng người tài chỗ em là không được trùng tên, kể cả tên với anh em họ hàng trong nhà nhá, có không được trùng đấy. Anh em họ hàng bên ngoài thì đấy. Bên ngoại thì được, đúng rồi, bên nội được, bên nội không được. Bên nội là không được trùng. Hả? Món nó chắc quá kìa. Chia lắm. Nhiều lắm. Đâu đầy đủ chưa? Đầy đủ như thế rồi đấy. Rồi anh Sự mời ông này vào ăn cơm đi. Dạ nó mời nhờ. No. Anh Hồng ơi, cho xong lấy một cái ghế cho ông ngài luôn. Sao khóc thế? Nằm học. Khóc lên đi nhá. Lấy thịt cho ăn. Chú qua mấy mày hai chỉ ơ nữa. Nhá. Mấy mày chỉ ơ mày hai mặt thai thôi. Nhá. Anh em uống em xin phép là em không uống. Thì em còn đi xe đi ra thành phố nữa. Đấy là em nói thật luôn. Ngồi nói chuyện cùng nhau thoải mái. Tôi thì làm cái. Không làm cái được. Cho hai vợ chồng ngồi gần nhau. Đây. Cháu ngồi sang đây. Con ngồi đây. Ngồi gần chú. Để cho em bé này sang ngồi bên gần bố. Đấy, nó lại lùi heo. Bé nó sang bên kia được. Cho nó ngồi gần bố mẹ nó đi. Mê giỏi lắm. Khi nó khóc ấy. Ngoan mà nhỉ. Đấy. Tay anh ơi, tí cho anh Hồng ngồi gần ông này. Hả? Lấy cái gì cho ông? Biết lắm. Ly giúp ông à? Ly giúp ông lấy ạ. Lấy ly sự rốt cho anh đi. Không chính nhỉ. Anh Sì với ông ngoài cũng nhỉ. Cho ông đi. Một ít thôi, một tí thôi. Cho nó nửa ly. Giữ sức khỏe hả? Nửa ly thôi. Cho nó. Em thì không uống đâu. Không uống mà nửa lít được không? Không. Hôm nay không uống tí em đi ra ngoài thành phố đó. Ai nói nó làm à? Vương uống không? Nó. Vương có bao giờ uống rượu đâu mà. Uống không? Uống cho được thằng nó. Trước lúc anh vào có em có uống đâu nhỉ? Cương là vẫn đi học à? Vâng. Anh Hồng ơi, ngồi đi anh. Nó. Phải ạ. Vương không có gì. Không. Mày sao mà chẳng. Ừ, trẻ con khóc quá nhỉ. Không sao, kệ trẻ con mà.
trẻ con thì phải khóc đi. Cấm cái trẻ con. Già phải ho, trẻ phải khóc. Đúng không? Nó là thế. Bây giờ xưa mình còn khóc là. Trước anh cả khóc như thế còn gì nữa. Phải không anh Hồng? Anh Sử chắc còn khóc to hơn. Dạ anh á. Hồi xưa anh bé, bé như này anh ngoan lắm. Ngoan cứ còn khóc nhiều lắm. Anh nhớ anh vừa đẻ ra không được khóc. Bố mẹ cho ăn nhiều thứ nên là hót mồm. Nhưng mà từ lúc anh Sư vào đây chưa nhiều gì đâu đấy. Không, chưa gì có phải chạm gì cho. Ấy, cẩn thận. Nhiều cái gì? Không. Chạm ra. Em không muốn đâu. Em không uống đâu. Em không, cái này không. Này rót, không uống thì rót. Cái này chưa, cái này chán, chán để cái này chán rồi. Ừ, chán đi một lượt rồi, ôi toàn bụi. Cái này chưa chán. Chán đi sạch vào. Các anh cứ uống nhá, em thì xin phép thôi. Anh xì gấp đổ thức ăn cho ông đi, kệ ông đi. Lấy cái gan đi cho ông này mềm mềm thôi. Ông ăn. Ông ăn gan cho nó mềm. Nó gai lố. Nó gai lố. No à? No. No. Bảo ông ăn trước đi. Đây, cái này để đây ông ừ, dùng. Ừ. Nó mơ nhờ. Ừ. Kem mình nhỏ gấp vào trong giỏ rồi. Chẳng ai có xả lá. Nên tủ thì dỗ ô thiếp à? Lộn lộn. Mày tự tin trả cho nó mơ. Tao tao tè mà nhớ thử thử tiếp nó đi hay đi thế. Em cạch thôi nhá. Em cạch. Thật là xin phép đấy. Anh thật ra anh không bắt bố nữa mà. Vâng. Cạch cho vui. Cạch cho nó vui. Anh không bác bác cái gì đâu. Lúc nào em uống thì em uống ngay. Em cũng cạch thôi. Còn lúc nào không uống thì em không uống. Thôi thôi. Giọt mai nói không phải. Nó nhỏ nhiều quá. Không phải rót. Không phải. Đâu ngồi nó mở đi em. Anh cảm ơn Ước nhá. Ôi cảm ơn cái gì, cảm ơn cô Quách Tâm thôi. Cô hỗ trợ một ít gọi là tiền để cho anh em. Hôm nay anh tính thì anh đi làm thuê rồi đúng không? Đúng rồi. Mọi lần là chỉ có anh này, hai bố con anh. Hai bố con anh Sự với cả anh Tính. Cảm ơn cô Quách Tâm nhá. Cô Quách Tâm. Vâng. Có bữa ăn cho anh em. Ăn bữa cơm. Mời con Quách Tâm cùng mời gia đình ăn cơm. Thì mời các bác nhá. Mời tất cả các bác thì, gia đình. Cháu cũng xin cảm ơn cô Tâm rất là nhiều. Cô gửi tiền cho em trai của em Xính 10 triệu, gửi tiền cho ông Ngài Bà Máy này. Đấy, và ông Hòa Mù nữa. Thì mai Ước sẽ lên đấy để tiếp tục mua đồ lên cho ông Hòa Mù ở bên Không Miền các bác. Ông rất là quan tâm đến xin lỗi là cô rất quan tâm đến những người già đấy, như ông Ngài đấy. Mấy Ước vào nhìn thấy ông Ngài cũng gầy hơn trước một tí nhỉ. Ông gầy nhiều ấy. Ông nhưng mà vẫn cười được là được. Ông cười mà. Ông cười, ông không ho không ấy là được. Ông không ho rồi. Nào. Thôi, xin mời nhá. Anh cũng nhấp các bác nhá. Chiều anh còn làm. Còn em thì không uống đâu, em mà đi ra thành phố rồi. Mời nhá. Em Ước vào mời anh nhá. Ăn đi. Ăn đi. Anh Hùng. Mời nha. Rồi nha. Mời đi. Anh Hùng bảo ông Ngài ăn cơm đi. Nó mò. Mời. Thì nó mò. Ừ. Mời chú Ước ăn cơm. Mời bác ăn cơm. Ừ. Mời các bác ăn cơm nha. Nó. Con ăn đi. Nó. Nó. Nhúng tay nó. Nhúng tay nó. Mời em đi. Nhúng đi anh. Nhúng đi. Thử cái món. Cái này là da gì đấy anh Hùng? Da lợn mà. Da lợn hoa? Ừ. Em cứ tưởng trêu. Em tưởng da bò chứ. Da lợn là 9 năm đấy. 9 năm? Ừ. Ừ. Đó, dày cục nha. Cái này Ninh ăn ngon lắm. Từ tay anh làm mà. Thế à? Nó sẽ cháy rồi. Thôi ăn đi nhá. Giòn lắm. Ừ. Anh em ăn tự nhiên nhá. Thôi chắc giờ Ước cũng xin kết thúc video này. Ăn cơm cùng gia đình nữa các bạn. Đấy anh Sự nhá. Số tiền đấy thì cứ mai ngày kia anh em làm thì anh cứ mua đồ ăn lên nhá. Cùng anh Hồng với cả Vương ấy nhá. Dạ vâng. Đấy, em giao hết cho anh rồi đấy. Vâng. Rồi. Dạ.
ăn đi, cả nhà ăn cơm đi. Ừ, cơm.